Ok, xin kính chúc các anh chị cô chú sức khỏe và thịnh vượng. Mình đang chuẩn bị đi gửi hàng ở đây cho một số anh chị em đã đặt hàng. Hầu hết là những anh chị cô chú là khách đã quen rồi, đã từng đặt ít nhất là một lần. Ở đây mình có ba cái thớt 30 lấy sẵn về. Ba cái này khá là đẹp nên mình chọn mình để sẵn. Thế thì ở đây có những cái gì? Thứ nhất là măng mầm. Măng mầm này mình đang bán giá 130 ngàn, rất là rẻ. Bán hữu nghị thôi, còn thực ra là giá của nó hơn đấy. Và đây là chuối rừng, chuối quả. Cái này là 60.000 đồng một cân. Một cân này thì nó ngâm với 5 lít rượu. Cái chuối miếng này, túi này cũng là một cân, nhìn nó sẽ nhiều hơn bên này, chắc chắn rồi, bởi vì là cái chuối miếng này thì nó nhẹ nhẹ hơn. Cuối cùng một thể tích thì nó sẽ nhẹ hơn. Cái này đang là 45.000 đồng một cân. Và cái nấm ngọc cẩu này của anh Bùi Duy Hiển, tất cả những cái này của anh Hiển, anh ấy ở Quảng Ninh thì phải, mình nhớ không rõ lắm. Thì ngọc cẩu này là 150.000 đồng một cân, cái loại ngọc cẩu khô này. Cái này thì cũng ngâm rượu, một cân năm ngâm với 5 lít rượu, bổ thận tráng dương, kích thích tinh trùng, tăng cường sinh lực. Ok. Còn đây là con dao của anh ấy ở miền trong. Anh ấy đặt một cái con dao này, mình vừa mới chọn cho anh ấy. Con dao này là con dao chống dính, vừa chặt vừa thái được. Đa năng, mình sử dụng trong gia đình rất là hợp lý. Cái độ nặng của nó thì nó có độ nặng là 6 lạng. Đối với một con dao vừa chặt vừa thái, 6 lạng là một cái mức cân nặng khá là hợp lý cho một con dao này. Và con dao này được làm bằng gạo gỗ cán bằng gỗ cẩm chỉ, được chốt bằng hai cái sắt ở đây nên là cái cán và con dao được liên kết với nhau khá là chắc chắn. Cái này là thì bằng sắt rồi, không phải bằng đồng, nhưng mà sắt bóng đó. Đây là dao, tất nhiên là không phải là dao inox cho nên là nó cũng sẽ có cái độ rỉ tự nhiên, nhưng mà anh em dùng thì bảo quản trong cái điều kiện bình thường thì gần như nó cũng ít rỉ lắm, chỉ có anh em bảo quản nó không tốt thì mới rỉ thôi. Mình đã test con dao này và thấy là nó khá là đầm, và đây là cái loại dao mà chống dính, cái độ dính của nó rất là ít. Còn một cái loại dao khác cũng gần như thế này, nó không có nó cái chiều này của nó không vát như thế này đâu, nó không kiểu cong cong như này, ngoài này cũng không cong cong mà nó thẳng luôn, cái này nó thẳng luôn, cái này nó cũng thẳng luôn. Thì cái loại đó là không có chống dính mà giá rẻ hơn cái này 10 ngàn, cái này đang là 250. Thì dùng trong gia đình chặt gà, chặt vịt hay là chặt cái xương lợn. Tất nhiên không phải xương ống thì anh em nên chặt bằng những cái dao chuyên chặt. Mình không khuyến khích các anh em là sử dụng cái dao này để chặt xương ống, bởi vì xương ống là một cái loại xương khá là rắn. Cái này mình chặt gà, chặt vịt, chặt những cái kiểu như là cái phần chân giò của cái con lợn ấy thì là rất ok, và cái này mình có thể dùng để thái. Anh em nào làm nhà hàng thì dùng cái loại này thái cũng rất là ok. Đây, lưỡi nó rất là sắc. Và cái sản phẩm cuối cùng mà ngày hôm nay còn một cái thớt 40 nữa, nhưng mà mình đang để ở trong kia. Cái này là cái thớt 45, thì cái chiều này nó chỉ được có 44 thôi. Và cái độ dày của nó đang là 6 cm, 6 phân. Thì mình đang chuẩn bị gửi. Ok, hôm nay review qua như vậy. Còn ở đây có ba cái thớt 30, anh chị em nào có nhu cầu thì có thể đặt hàng, mình sẽ làm một cái video sau. Mình đã chọn rất kỹ ba cái thớt này rồi, khoảng hơn mười mấy cái thì mình mới chọn được ba cái, rất là đẹp. Ok, cảm ơn các anh chị cô chú. À, thớt 45, cái dao này là 250 nha, còn cái thớt 45 này đang có giá là 700 ngàn. Ok, cảm ơn các anh chị cô chú đã xem video.
Số điện thoại liên hệ 0947 010585 hoặc là nhắn tin Zalo cũng theo số đó luôn. Fanpage Điện Biên Đặc Sản, mình tên là Giang. Ok, cảm ơn anh chị cô chú.